trong buổi bóc phốt chiếc xe Chan hãng Vega. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử xem khả năng leo dốc của chiếc xe này, cùng với đó là trọng lượng cũng như là tải trọng của nó. Với động cơ 1200W thì chiếc xe Chan của chúng ta có khả năng leo dốc cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể chinh phục được những cái dốc rất cao ở những tòa nhà chung cư hay các trung tâm thương mại. Và tôi nói là tôi sẽ làm cho các bạn, và bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn chinh phục một cái dốc cực cao ngay tại bờ đê sông Hồng. Các bạn hãy cùng chờ tôi. Xe khỏe lên đỉnh sướng làm sao, nó phê như kiểu bắn thuốc lào, chẳng phải đi bộ xong rồi dắt, xong thở hổn hển kiểu ho lao. Vâng, một điểm cộng nữa mà tôi rất thích ở chiếc xe Chan này đó chính là khả năng chống nước của nó. Với cái phần động cơ được thiết kế khép kín ở bánh sau, cùng với đó là bộ điều tốc được thiết kế rất cao bên trên này. Chính vì thế mà các bạn khi đi vào những con đường ngập lụt vào mùa mưa, các bạn cứ vênh mặt vào mà đi mà không sợ bị chết máy như những chiếc xe khác. Và các cụ nhà chúng ta đã nói rồi, điều tốc nằm ở phía trên, chẳng sợ ngập nước, thế nên lo gì. Đường ngập thì vẫn phóng tì tì, mà trời mưa hay nắng thì vẫn cứ đi vù vù. Một điểm mà tôi rất thích trên chiếc xe này đó chính là khả năng tăng ga đột ngột và không bị giật đùng đùng như rất nhiều các loại xe khác. Điều này nó có được đó chính là nhờ cái bộ điều tốc được áp dụng cái thuật toán thông minh, giúp cho cái việc mà di chuyển nó rất là êm ái và tiết kiệm điện tiêu thụ. Vâng, và còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói với nhau về cái phần tải trọng cũng như là phần trọng lượng của chiếc xe này. Thì về cái phần tải trọng là xe này nó có tải trọng khá lượng, ấn tượng là 180kg, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó có thể chở được 180kg ở trên chiếc xe này. Đấy, nhung nặng hơn 60 cân thì cái xe này nó chở được cỡ gần 3 nhung. Đấy, nói thế cho dễ hình dung chứ loằng ngoằng quá là nó cứ nổ tung cả đầu. Đấy, còn về cái phần trọng lượng của chiếc xe này ấy, tức là cân nặng thôi chứ không có cái gì khác cả. Cân nặng của chiếc xe này thì thằng này nó nặng 100 cân. Thế chính vì thế mà ông nào mà tập gym, tập dục nhiều thì bình thường ông không phải ra phòng gym đẩy tạ làm cái gì cả. Cứ nâng mỗi con này ngày tầm 50 phát thôi, vai u thịt bắp đảm bảo luôn. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao nhung nặng hơn 60 cân mà xe này nó tải được cỡ gần 3 nhung. Đó chính là vì một đôi lốp rất tuyệt vời. Đây là đôi lốp đặc không xăm. Và cùng với đó là cái việc mà bánh trước của chiếc xe này được thiết kế hình chữ V, rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Chính vì thế mà cái tải trọng của nó có thể lên tới 180kg. Nhưng điều mà tôi đang lo lắng nhất đó chính là cái khoảng cách giữa lốp và vành của nó đang là rất gần nhau. Và liệu rằng nếu như đi đường bùn, đường lầy thì không biết là nó có xảy ra trường hợp là bó lốp hay không. Nhưng mà thực ra là cứ nói đến lốp hay là nhiều ông tôi thấy là đầu óc cứ nghĩ đến, đang nói lốp xe mà đầu óc cứ nghĩ đến những cái lốp khác. Bắt đầu là xuất khẩu thành thơ theo kiểu ôi lốp căng nhìn cái là mê, được sờ vào cái thì phê thôi rồi. Thật sự là cũng muốn review thêm nữa cơ, nhưng mà tôi sợ các ông nghe nó chán. Thế nên là những cái phần đánh giá về khóa điện tử, giảm xóc hay cụm điều khiển tôi sẽ nói vào các số sau. Vâng, và còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào thứ 6 trên kênh Buy and Ride.